xin giới thiệu đến tất cả anh em. Bên em có về một cặp lo, dòng lo này lo Acti nha các anh em. Dòng này có xài con có công suất theo lo luôn nha các anh em. Mà đặc biệt dòng này có xài nó có xài bình ắc quy nha các anh em. Và đầu tiên giới thiệu đầu tiên phía trước nè cái cặp lo dòng lo này đi. Lo này là Liberty 4.500. Đây là lo bass 20 nha các anh em, bass 20 nha. Chép còi. Hàng này hàng của Mỹ nha các anh em. Và em sẽ quay phía sau cho anh em xem nha. Đây là phía sau đó nha. Hàng thùng nó rất là nặng nha các anh em. Cái này em đã tháo bên trong rồi, chút xíu em sẽ quay cho các anh em xem nha. Đây là phía sau nó đây. Và ở đây là để mic 1, mic 2 xài gắt Canon. Và đây là output vào này, bass này, chép. Và đây là lúc lúc mở nguồn mua xích. Và đây ngõ DC out ra. Qua đây bóng đèn, bóng đèn này ghim báo sạc điện cái bình. Và đây ngõ lean out ra qua cái lo khác. Và dưới đây là thằng này là luxury này, báo pin yếu này, cọc chì này, mở nguồn này ghim điện 115V, điện 110W. Hàng này USA nha các anh em. Và đây là em sẽ tháo bên trong các anh xem nha. Và đây là phía bên trong của lo nha. Này của lo nha. Đây là mạch phân tầng đó nghe các anh em. Đây là mà những cái bo tín hiệu vào này nha các anh em. Này hàng Mỹ nha, linh kiện Mỹ không nha các anh em. Và đây là nó chạy 6 con phét nha. Chạy 6 con phét nhỏ nha anh em. IDR là con phét nha các anh em, chạy được 6 con. Chạy đây là tân phô để sạc bình. Và đây là bộ lọc nó nghe các anh em. Còn đây là cái bình đó này nghe các anh em. Cái bình này nghe nằm phía đây, nằm phía tại đây. Cái bình nằm tại đây nha. Do em tháo ra bình nó lâu, nó không xài lâu hư bình rồi. Giờ chỉ mình thay bình thôi nha. Cái bình ở đây là model nó đây. Hàng này bình của Gia Băng. Nó bình này mình mua không có nha các anh em. Em đi xím kiếm không có, nhưng mà em sẽ mua gắn bình khác vô. Bình lớn vô nha anh em. Và đây là củ lo bass 20 nó đây. Và đây là củ chép nha các anh em, củ chép đó. Và đây cái phân tầng nó rất là gấu nha. Phân tầng nó rất là gấu. Phân tầng đó nha anh em. Nhà này tụ mua quá tụ của mạch phân tầng nó là tủ Mexico luôn, cuộn dây. Đây là những cái bo công suất đó đây. Bo tín hiệu này các anh em. Hàng Mỹ nồi nha. Dòng này thì có xài cái băng cassette vô, ghim mình để cái băng cassette chỗ băng ngang ra. Và nó là về cái hai cặp lo này nha các anh em. Đây là cái này em tháo ra đây nè. Cái cuộn băng nó đây nè. Ví dụ anh em bỏ băng đây nè. Ví dụ anh bỏ băng đây nè. Bỏ băng đây nè. Đó, băng nó vô các anh em. Nói chung hàng này đánh rất là hay nha các anh em. Em có test rồi nhưng mà phải có bình gắn vô xài. Dòng này hàng của Mỹ là họ hỏi bàn nha các anh em. Đây nó là những cái nói chung nó nặng một cái cặp lo này là hơn nó 13 kg một cái nghe các anh em, 13 kg một cái nha. Bass 20. Nói chung giờ cặp này giờ mới về cái đập luôn nghe các anh em. Giờ em mới tháo ra kiểm tra nó hư hai cái bình rồi. Nó xài chung đây hai cái bình nghe các anh em. Là để ngăn đây. Đây bên đây một cái bình, bên đây một cái bình. Mà nó hai cái bình nha. Nói chung bình hư nha các anh em, bình hư nha hai cái. Mỗi bên bốn cái bình. Một bên hai cái, bên hai cái là bốn cái. Và đây nói chung là hàng nó rất là gấu nha anh em, hàng rất là chất lượng luôn nha. Rồi anh em nào làm được thì liên hệ em cặp này nha. Rồi xin chào.